Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức của chúng tôi. Nước sông thì không bao giờ phạm nước giếng, mà nước giếng thì đừng bao giờ đụng tới nước biển. Chị mà đụng tới nước biển thì chị biết nước biển nó mặn cỡ nào rồi đó. Cỡ chị á hả, em cho một phát một, em cho một phát à. Thế nhưng mà mình phải nói rõ như thế này này, đừng tắt nước theo mưa. Với những cái lời ví dụ như là người ta kích động mình qua những cái comment. Bởi vì thế này này, mình tự do ngôn luận, tự do nói, nhưng không thể tự do khẳng định một con người nào đấy phải vào tò hay là bắt buộc phải vào. Nó còn pháp luật. Mình có quyền lên án, mình có quyền nói, mình có quyền phân tích cho nhau hiểu. Nếu như những cái comment kia, bởi vì trên trang mạng nó đều có an ninh mạng nhá, hoặc là có những cái thành phần phần tử nào đấy quá khích, ví dụ như là có một cái comment đấy hỏi khẳng định là bà đấy phải như thế, phải như thế, thì mình cũng không thể nào theo đóm ăn tàn, tát nước theo mưa để mình mắc bẫy vào những cái câu đấy. Để mình, ví dụ người ta hỏi mình thế mà vâng đúng rồi, chính xác là như thế ạ, thì cái câu chính xác đấy mình có cái quyền gì để mình nói người ta là chính xác là phải vào. Còn thật ra là chị đâu có khuyến khích hoặc là có ngưỡng mộ chỗ chị hát đấy đâu. Mình không hề. Mình chỉ nói lên là những cái gì chị đang bị nói quá với những cái lời đấy. Thế đến bây giờ mình đã dừng lại bởi vì mình nói thế là đủ rồi mà. Còn đâu pháp luật, đâu có phải một mình chị là nói đâu. Rất nhiều người nói. Nhưng cái câu mình phải nhớ rằng là mình không được tát nước theo mưa. Lỡ một cái bằng chứng của mình là những cái comment nói một cái 7,5 TR là hành chính. Mà ông thấy rất nhiều người bị vì cái câu nói mà bị phạt đấy sao? Thế nên là khi chị nói trên cái vừa rồi mà bạn hỏi bạn kia, bạn ấy nói, bạn trả lời, chị trả lời cho bạn ấy là T, bạn hỏi là T30 và khẳng định là rõ ràng như thế. Thì chị cũng không thể nào mà chị khẳng định được. Chị đâu phải là trẻ con để mà tát nước theo mưa. Mình không thể làm thế được. Bây giờ đến cái cuộc nói, cuộc livestream của bà Hằng, cái talk show đấy, nó đã đủ tất cả để cho mọi người biết rồi. Còn không phải là tôi nói là cắt ghép từng đoạn một, à cắt ghép để cấu kết cái lời của bà Hằng lại để thành một cái không hay, mà người ta cắt từng đoạn, những cái YouTuber người ta cắt từng đoạn nói lên để cho mỗi người có một cái ý kiến ngược chiều và trái chiều, và những cái gì đưa lên đấy để tất cả sâu chuỗi vào. Còn quyết định bà Hằng phạm tội vào tò hay không hay như thế nào, nó là còn của pháp luật. Chứ bây giờ chị em mình làm sao mà biết được để mà khẳng định. Chị hiểu được cái bức xúc của em, nhưng chị cũng không thể khẳng định được. Và chị đâu cũng có phải là người mà nói những cái lời đấy ra. Ví dụ như là chị chỉ biết là sau những cái gì đấy thì mình chỉ mong là bà ấy về, bà xem xét lại, lắng đọng lại để suy nghĩ lại, không gây náo loạn nữa. Đấy đâu có phải là đạo đức giả em. Em phải nói em phải hiểu là như vậy. Thế nên là người ta bảo khôn đâu đến trẻ, dại đâu đến già. Mình cố gắng đừng non nớt quá. Người đàn bà nông cạn hoặc là sâu sắc như cơi đựng trầu nó chỉ thế thôi, chứ mình cũng không thể hơn được. Thế nên là mình cũng phải nghĩ cho nó kỹ ra, hãng nói, hãng khẳng định. Bây giờ mình chỉ biết nói như thế thôi. Ở đấy bà nói như thế, bà nói sai như thế nào, bà đang làm ầm ĩ lên cái gì, để mình không muốn nghe nữa. Và ai cũng thế, ai cũng muốn lấy lại cái bầu trời bình yên. Vì bà về phát bà gào. Đến chị còn bực mình, chị cảm thấy đau đầu. Vì cái trang mạng này lên là đôi lúc là ta vui vẻ với nhau, nhưng mà cứ mở ra bây giờ tất cả trên cái trang mạng là đều hiện một phát lên là cái talk show của chị Phương Hằng. Mình gọi chị là một cái sự tôn trọng của con người và lẫn con người. Chứ còn với việc gọi bà hay là gọi gì đấy là việc mỗi một con người tôn trọng nhau gọi. Chứ còn chị nói thẳng ra là chị không thể tát nước theo mưa. Chị không thể khẳng định được. Chị có quyền hành gì đâu mà chị khẳng định người ta phải vào. Mình chỉ nói lên những cái điều người ta đang sai đấy. Người ta đang đi quá đà đấy. Mà đấy là sự thật, là bà đang đi quá đà với lời nói của bà.
Còn bây giờ bà ấy cũng là con người là cũng là hiểu biết chứ không phải hiểu biết. Nhưng cái chuyện cao ngạo, cái chuyện cao đạo hay cái chuyện cao tiền của bà ấy, đấy là việc của bà đấy, thì mình chỉ biết nói như thế thôi. Còn chị em chúng ta chỉ biết ok, phân tích cho nhau nghe, nói cho nhau nghe. Chứ không thể nào mà em vào đây em bảo chị là như thế này, với lại cái kia của em là đạo đức giả. Em biết đạo đức giả như thế nào? Em đã từng làm đạo đức giả chưa mà em hiểu được là đạo đức giả? Đừng có tát nước theo mưa rồi đến lúc lại lên uống nước chè với những cái comment vào để đưa mình vào bẫy, hiểu chưa? Em nhớ chưa? Không biết cái gì còn cứ nói theo đó an tàn, rất nguy hiểm. Trả lời tin nhắn của cái bạn này thôi. Xong rồi từ mai là ai thích mình nhép thôi. Thế là đủ rồi. Bà bị bế lại 2 ngày nay chưa về, sắp có phim tập 2 T30 xem rồi. Thật ra như thế này này, trong các cả nhà mình phải nghe kỹ những cái lời của chị Hằng chị nói. Chị nói là chỉ bà này nhưng không nói tên, nhưng không nói họ và cứ nói vu vơ. Đấy, còn khi mà bị hỏi ra thật sự bây giờ nó cũng không có cái bằng chứng gì để mà kết án hoặc kết tội thêm lần nữa. Có thể là bị phạt hành chính là do lên làm lại gây rối hoặc mất trật tự hoặc là nói những cái gì đó không chính xác. Chứ còn bây giờ thì theo như mình nghĩ thì điều tra kỹ thì hỏi là Việt Tân đâu? Việt Tân là ai và nào túm ở đâu? Thì bà bảo là chẳng biết được nữa thì cũng chẳng làm cái gì được cả. Cái sự khôn khéo, chiến lược nói của bà ấy cũng không phải là dạng vừa. Thế nên là cái gì có thể là chúng ta là biết, chúng ta ở ngoài chúng ta biết như thế, nhưng mà khi mà trong pháp luật ấy, mà khi người ta vào ấy, nó còn dựa nhiều trên cơ sở để kết cấu thành một tội, chứ không phải là đơn giản là chỉ nghe như thế thành tội. Thế nên là chỉ mong rằng ấy là chị không bị bế đi và chị về nhà chị lắng đọng lại, chị xem xét lại để cho những cái fan mà hâm mộ chị ấy, người ta cũng không bị buồn nữa. Đấy, còn thật sự ra là bà về tốt nhất và đừng động chạm gì đến Sư Minh Tuệ là được rồi. Là bọn chị cũng chẳng nói cái gì và cũng chẳng tham bàn cái gì vào việc của chị Hằng. Cũng mong là thôi là chị sau cái vụ này thì chị lại xem xét kỹ. Và chị sẽ xem xét rằng tại sao mà những cái lời nói của chị bị những cái YouTuber người ta cắt xong người ta đưa lên để thành một những cái một cái drama ầm ĩ nữa. Đấy, thì chắc chắn nó sẽ khôn hơn. Nếu có tổ chức được sự kiện hoặc tổ chức cái gì nữa thì chắc là chỉ múa và hát thôi. Thì ai thích nghe chị Hằng hát múa thì cứ đến. Cái việc đấy bình thường. Nhưng còn đừng có lôi kéo người dân vào những cái việc gọi là yêu nước cách mạng màu, nó không đúng. Đấy là như thế. Cái tâm của mình như thế. Mình không muốn dồn con người ta đến mức đường cùng. Bản thân ai cũng thế. Khi người ta đến mức đường cùng rồi, mình nhìn những thấy những cái gọi là nó bị tổn thương đấy thì cũng chẳng ai đành lòng. Thế nên là thôi mình nghĩ về cái tốt của bà ấy, giúp đỡ đấy là mà nhìn về mặt tích cực để cho nhau tiến lên thôi. Còn thôi bây giờ không tham bàn nữa. Thế còn bây giờ cái bước chân của hội tuệ con ấy, chúng mình ấy là thầy như thế là rất ok rồi. Mình thấy là an toàn rồi. Thầy ở trong vòng an toàn rồi. Thế nên là không cần phải nói gì nữa. Thế nói thế đủ hiểu rồi mà. Nếu mà nói nhiều thanh minh nữa là thành mình dại. Thế nên là thôi tốt nhất là như thế. Còn bây giờ mọi việc xử lý là của pháp luật. Còn tất cả chúng ta là những người nhìn nhận ra đâu là cái sai, đâu là cái đúng của chị đấy thì thôi rồi cũng hoan hỉ cho nhau. Mong rằng chị không phải đi nữa và chị về chị sẽ tổ chức những cái vui vẻ thôi. Chính ra chị Hằng nhiều cái content của chị, câu nói của chị hay lắm, viral lắm. Thế nên mà chị cứ dùng những cái vui vẻ thì là được. Mỗi thế thôi. Hoan hỉ. Thế là đủ rồi. Bởi vì đủ, mình hiểu đủ bản chất, đủ tật về con người đến từ chân tơ kẽ tóc rồi thì thấy là đủ. Còn bây giờ chúng ta là đi theo Sư Minh Tuệ, tuy rằng là dẫm đất nhưng nó vẫn sạch, sạch lắm. Ba xoa hai đập thế thôi và ngồi và kiết già và chúng ta hoan hỉ cho nhau, cũng chẳng phải fan nào với fan nào, cứ chính cái gì mà nó chính đáng, nó xứng đáng thì chúng ta theo thế thôi, mà không có gì hết. Còn các fan cũng chẳng phải chửi nhau, như ở Việt Nam mình chúng ta chửi nhau xong thấy nhau bị ngã lại đỡ nhau lên chứ mà. Chứ có gì đâu, có ghét được nhau đâu. Chửi vứt mặt không kịp ra xong cũng lại yêu thương nhau lại bình thường. Đấy, ai cũng thế, con người có mặt nọ mặt kia. Nhưng cái cao ngạo quá, cái hiếu thắng quá thì nó làm cho người ta khổ thôi mà. Chứ còn chị em mình cũng chẳng mắc cái gì. Thế nhá, ok. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà hạnh phúc, vui vẻ. Cái vở kịch ngày 20 tháng 10 tại khu du lịch Đại Nam, thì cái vai trò của anh Quỳnh Vy Dũng đang ở đâu? Tại sao phải để cho chị
CEO Nguyễn Phương Hằng tạo ra một vở mà tất cả các nhận định từ trong nước tới ngoài nước đều nói đó là một vở kịch. Tất cả những người có trình độ đều nói đây là một vở kịch. Thì làm sao chị Hai thoát khỏi cái khúc cua này đây? Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.